Hello everybody! Hôm nay chúng ta đến chơi... hôm nay chúng ta sẽ chơi tựa game Sonic Forces. Tựa game mình có thể nói là rất là hay luôn. Bạn nào thích Sonic thì rất là thích trò này luôn. Được phát hành từ năm 2017 rồi. Nhưng hôm nay mình sẽ chơi lại ngay từ đầu. Để bạn nào hứng thú có thể mua lại tựa game này để chơi của mình nhé. Tuột nhẹ câu chuyện này. Bách con chặng. State 1, Green Hill, Lost Valley. Woohoo! Cảm giác rất là hay luôn. That's not good. Ok, anh càng nhiều đã là tốt. Úi xời, các bạn hay không? Sướng quá, sướng. On my way. Wow! Press E là bố bút. Được luôn. Ok. Thế. Ui. Sướng quá sướng. Quá hay luôn. Nó kia rồi. Làm sao để ăn hả? Chết đi. À nước ta. Wow wow wow. I don't even gas free. Woo. Whoa! There's sand everywhere. Green Hill's looking more like Sand Hill right now. Stop sướng vậy. Rồi, chắc mắc quá. This is it for Green Hill, so the city must be close. Let's get ready for some action. Woo! Yes! Mặc dù sau mà một mình chưa hiểu lắm nhưng mà chơi khá sướng. C à? B à? Vậy con này phải F. Âu! Oh. Một tí nữa đi. Nói xem một tí có chuyện là hiểu nhé. Sonic kind of hard. Is everyone okay? No, I'm not okay. We are, thanks to you. Putting it kind of close though, pal. Yeah, that's pretty much how I roll. Okay. Let's finish it, Eggman. It will be your finish, Sonic. Behold the power of my ultimate masterpiece. Oui. Shadow, it's you? Yeah, it's me. Zabok. Metal. Shadow Zabok. Chaos. Như là phản diện. Thằng nào đây? This guy is faster than Sonic. Là Sonic ư? Chỉ có thể đánh đến Ninja Nid. No, wait, it's something else. Gotta scan him and figure this out. What are you? How are you doing? Cool. Nice. Tails, I need to know what's going on with this guy. You're trying, Sonic, but these readings are all messed up. They don't make sense. Sonic, what are you doing? Running out of time here, Tails. No. Sonic. Eggman's army is unstoppable. Without Sonic, the people are losing hope and giving into despair. Despair is a luxury we don't have. I still dream that Sonic is with us. Bọn này sẽ lên kế hoạch cứu Sonic chẳng? I'm an optimist, but I'm also a... Thì, có chuyện không quan trọng đâu các bạn ạ. Chơi nhỏ này chỉ có nào chạy càng nhanh càng sướng.
Hả? Nó còn được tự tạo nhân vật á? Ngon ngay. Mình không thể là chó được. Sói, thỏ, gấu, mèo, chim. Mình không quay được. Mình là chim rồi. Mình tạo nhân vật, mình nhân vật chim. Vì ở ngoài đời cái từ chim này khiến mình rất là nổi tiếng. Ok, let's go. Thì này ui sợ, nhắm mắt nữa. Chắc mình sẽ chọn con chim nhắm mắt này. Đây đúng không, con chim này mắt hơi đờ. Nhưng mà cái ra có đôi mắt tròn và to đó, giống như mình ngoài đời. Ở ngoài mắt mình cũng đỏ ngầu nữa. Ê, quá giống luôn. Mỏ á. Cho màu gì đây? Cho màu đen này. Úi giời ơi, ngầu vãi trưởng luôn. Thân hình. Mình là người châu Á mà. Thôi đi chọn da vàng đi. Ok. Cái gì đây? Voi à? Đây, nam tính này giống giọng mình ở ngoài đời. Hip hop này vừa đai. Ok. Look great. Knuckles, what's the sit-up, Commander? Happy to see you're all still alive. Eggman's forces have chewed through our defenses at Green Hill. The resistance in the city chắc chắn mình sẽ xuất hiện luôn. Cái bọn này ồ lên. Sorry. Still not used to saying that. Rồi, là tôi giới thiệu đi. Got them running in fear. Biết ngay mà. This brave kid who survived the battle and made it here in one piece. Điệp trai vãi lều. Rồi giới thiệu bạn. Thành bé bạn Việt Nam chúng ta. Chú chim. Neither do you, Charmy, but da vàng, mỏ đen, mắt đỏ. Ok. Gọi tao là Kid á, chó này. Ok, let's get going everybody. The world's not gonna save itself. Ok, vậy nên mình được chơi Sonic một tí rồi à? Quá buồn. À, chỉ là hai team đánh nhau. State 1 thì ok rồi nè. Ok. Chơi luôn, giờ 2 nhá. Yeah, yeah, yeah. I just received some incredible news. No, biết rồi. Let's play. Go talk. Okay. Nếu mình đẹp bạn. Wow. Biết rồi. Bên nhân nhảy rồi. Wait. Watch out. The masked one is here. The monster that took down Sonic. They will be broken. We're out to find a shuttle. Kìa. Xét. À, một chút con lửa. Quá ngon luôn. Woo. Quay
Hurry up. No. กันๆๆเนี่ยกัน À, không phải đánh nhầm, chính mày đánh giá nhầm cái của tao rồi. Bắt được đấy. Bắt được cái trường đàng vào. Mình mời xe. Đẹp ngay. Tím này. Đeo kính. Ở ngoài đời thì mình cứ bị cận rồi mình đeo kính này. Không đeo vào đeo. Vừa đẹp 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 đẹp. Đây. Được. Cái màu đen đẹp nhất kia đi. Đi. Đây màu đen thì nó ngầu. Footwear. Ok. Nó hợp với cái hộ nhá. Mà đi mặc hộ này chuẩn chuẩn men rồi. Đồ đi. Rồi, quá đẹp. Đó, đẹp không? Xếp luôn. Trời luôn các bạn. Save the world, and maybe that's why you're here, to help save the world. Yeah. Either way, it's still good to talk to my mm-hmm.
thử lại nút nào. Chơi cái này nó khó phết. Radar shows Eggman up ahead. Enemies could be lying in wait, so watch your step. I get the feeling Eggman has some tricks up his sleeve. Các bạn mình tiếp tục nhé. Mình thì đi lại chỗ kia. Khó quá không qua được. Ui không nhớ đây đâu. Vậy ai biết. Cái cục cánh xe thôi. Sorry các bạn, đây là lần tiên mình chơi lại. Kỹ năng khá là cùi bóc. Hài. Mà này không hay lắm nhé. Có nhiều thứ đấy. City.
Anh là đẹp trai ở đây. I can taste your terror, child. Tao nào mà đẹp trai này. All that anxiety and doubt. It's delicious. Give in to your fear. Flee screaming. I'll let you live. Mấy tháng sau mà nát rồi đấy. Mà đẹp trai. Can you hear me? Rouge! It's about time. How so? He's been dead. What? You can't. Eggman's been keeping Sonic alive. Torturing Sonic just to pass. Eggman got wind of the clock is ticking. But we don't even. Yes? The death and. You. Mission. Okay. Và cũng chờ đón được mission này thì mình sẽ nghỉ nhá và mình sẽ luyện thêm trò này một lúc nữa. Lần sau mình có thể chơi nâng cao bạn xem. Ok. Chơi nó đi. Listen up, rookie. Our other forces are busy dealing with enemies. It looks like you took the best route. It's up to you to save Sonic now. Find him. Hay quá. Chơi phải thích không? Chơi nhìn hay bị phê. Nhưng tình mình đẹp lại nữa. Ua. Ui trời, sao cô ta xảy ra. Lại cho đồ. Ok.
거야. 땅이 어려워. 예? Rồi, hôm nay mình chờ ở đây thôi nha. Chơi thử game này một chút vậy. Nếu các bạn thích thì để lại comment phía dưới cho mình biết nhé. Để mình tiếp tục chơi thử game này nhá. Cho mình một like và subscribe nhé. Mình có hứng thú để mình chơi game mình hơn. Hôm nay họ nhát nhiều. Mệt quá. Thế nhá. Bye bye.